về một chàng trai bị tương tư yêu một cô hoa nào đó. Tại vì sao biết em bằng hoa không? Đúng rồi, quá trời hoa trên người luôn mà. Tại vì trong hoa có hoa đó mà. Đấy. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Thực ra thì em viết bài này chắc cũng được 2-3 năm rồi. Cái giấc mơ âm nhạc này của em nó cũng nung nấu từ rất là lâu rồi. Viết về một chàng trai bị tương tư yêu một cô hoa nào đó. Hả? Tại vì sao biết em phần khoa không? Đúng rồi, quá trời hoa trên người luôn à. Tại vì trong khoa có hoa đó rồi. Quá tuyệt vời rồi. Cái con tả tính này là tôi cũng coi ở trên Facebook hay rồi đó, mà hôm nay vẫn bị dính vô đường, tức ghê á. Hôm nay ý tưởng của em hay là ý tưởng của ekip của mình dành cho một cái sân khấu nhà showcase rất là hoành tráng, và đặc biệt là các bạn ok sao ý là chia sẻ chia sẻ hả? Ừ, chia sẻ thì em không biết chia sẻ nữa, tại vì em đã thực hiện cái sản phẩm lần này trong vòng bao nhiêu lâu? Dạ em đã hoàn thành hơn 2 tháng. Trước đó thì em đã suy nghĩ đến một cái câu chuyện, một cái kịch bản như thế nào thì cũng luôn nói rất là lâu rồi, và cũng nghĩ là mình sẽ làm một cái buổi showcase không phải chỉ là mình thể hiện ở đây, mình không có muốn thể hiện ở mình hết á. Tại vì đối với Kay á, âm nhạc là kết nối. Khi mà mình làm được cái nghề của mình và mình được kết nối những cái người yêu thương của mình thì không còn gì tuyệt vời hơn. Nên chính vì đó là có buổi showcase của Kay ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Dạ vâng. Chắc là có rất là nhiều sự tò mò dành cho cái sản phẩm lần này của Kay rồi.